lấy ra nhà. Này là nuôi bò. Này nuôi gì? Nuôi lạ vậy. Mà cắn thử coi. Ô, cục xương cắt khéo ghê luôn đó, chặt tròn vô à. Cái xương này chắc là cưa quá. Vậy mà cũng còn được miếng. Đấy, ngon á, bỏ á. Để dành đeo nhẫn đi. Thương quá, thương gấp cho em cục xương, tưởng là có đuôi bò mừng. Rồi, xin chào cả nhà. Vậy là chiều hôm nay ngoài tiệm mình cũng vắng khách rồi cả nhà, nên mình có rủ ông anh ba mình ra ngoài bón cây cho cây ổi. Nay mình xài phân là phân hữu cơ, phân bò, phân chuồng cả nhà. Xài phân hóa học mắc quá. Nay rủ anh ba mình ra gò cùng làm với mình thì đào rảnh cho anh ba múc phân anh đổ vào. Bây giờ mình mời cả nhà cùng xem anh em mình làm nha. Rồi ông anh ba đang múc phân cả nhà. Ráng làm đi, tối cho nhậu nha. Này phân chuồng, tại chuồng của người ta cũng đã để cho mục rồi cả nhà. Xốp ra bây giờ mình bón thẳng vào cây ổi luôn. Chiều cho anh ba anh xách phân khỏi tập thể dục ha, khỏi tập tạ ha. Đây mình đào rãnh xung quanh gốc ổi này cả nhà, cho phân chuồng vào. Mai mình bón thêm cái phân hóa học luôn, NPK 20-15 bón vô chung, lấp đất lại là mình tưới cả nhà. Chiều ra làm kiếm mồ hôi là chiều tối vô sương sương rồi cho nó khỏe người, nó rãn gân cả nhà. Đây mình xài, mình trồng này là trồng giống ổi ruby ruột đỏ ít hộp của Đài Loan cả nhà. Trái ăn rất là ngọt và ngon và thơm. Ở đây mình hái vô là mình vừa đăng lên là có người dặn trước rồi cả nhà. Vụ mai hái bữa nay mình đăng là người ta sẽ đặt trước người 5kg, 10kg. Không đủ số lượng để mình giao luôn cả nhà. Ổi này rất là ngon, thơm, giòn. Rồi bây giờ anh em mình làm tiếp ha. Khi nào mấy anh em mình có xương xương này thưởng thức món ăn, mình sẽ mời cả nhà cùng đón xem, cùng thưởng thức với anh em mình luôn. Bây giờ mình bắt tay vào làm tiếp rồi cả nhà. Ai, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình không có nấu ăn cả nhà. Hôm nay mình là với anh ba mình là bón phân cho gốc ổi, mệt quá. Để kêu bà xã mình đi mua giùm mình cái lẩu bò cả nhà. Ở đây cái lỗ bò ăn bội bỏ ha. Công tình anh ba xách mấy số phân cả nhà. Móng nè. Móng hả? Úc bình rượu gì ghê. Rồi. Hình con gì vậy? Bình rượu hình con ngựa cả nhà. Hình con mã đáo thành công á. Đây. Sao không đưa hình con trâu vô cực, bữa nay cực như trâu rồi đó. Thôi cực được rồi, đưa chi nữa. Nay cực như trâu rồi đó. Rồi. Nào cứ làm, ở không làm mồi rồi. Rào vô mày. Rào trước hả mày? Ừ? Rào trước. Nặng cái này đi là ấy rau vô 8. Này mình rót rượu cho cả nhà. Này bồi bổ cho làm anh ba la mình khỏe như... Ủa? Khỏe như trâu rồi sao uống ngựa hả? Sức bền bỉ như ngựa ha. Bỏ mì vô anh ba ha. Ôi cả nhà ơi,
Bữa nay hai ông làm mình đi làm chỗ khác về mình ăn ké cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm mình nha. Ăn ké không? Thở năng mà. Ai cũng hiểu, ai cũng biết mà. Tám ở nhà gì đâu. Mà là biển minh à. Sao bỏ gói vậy? Anh mình tôi ăn 5 gói luôn. Trời quá thiêu. Nghe nói chóng mặt là mình mua, mình đem ra có 3 gói rồi ăn 5 gói. Từ bỏ vô tám ơi. Để nó ăn mì mình ăn thịt. Được ha. Tám mì mình ăn thịt. Rồi mình chính là anh ba. Mình ăn ly mình mời cả nhà ha. Rồi tám ăn mì với tám. Ông uống đi rồi ông ăn trước đi để rồi làm cực nhà. Khổ mà tám nó ăn trước. Ôi, đồ này ngọt quá. À. Chất lượng cả nhà, hơn 3 năm. Cũng ngọt, nhắm cầu chấm chấm đi. Qua mấy anh Bến Tre qua lấy ba bình hả? Ừ, qua mấy anh Bến Tre qua lấy mấy rượu cả nhà. Mình vừa mới qua mình không có quay lại. Làm lobo rất chèo á, gấp quá không có quay lại. Cứ anh cũng lấy hai bình. Ừ. Rồi mời cả nhà ha. Cái này mình mua lẩu bò cả nhà. Mình mua dựng là ăn lông mấy cái ăn không ngán. Cái thịt mình ăn ngán cả nhà. Rồi cũng gần nè. Rồi chấm vô cái nước chấm mà ngon cả nhà. Rồi mời cả nhà nha, mặn quá. Gần rồi đó. Giận nè. Rồi mời cả nhà nha. Ăn cho nó dẻo dai rồi ha. Ăn cho nó dẫn 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 ăn bò luôn, bò luôn. Dẻo gì lại ăn lông này, ăn lông mặt ngon ngày lứt quá con lứt ngủ quá lại uống. Cái này uống rượu ăn thăng long vô trỏng à, biết nào mà xỉn à, mà xỉn rồi biết nào mà tỉnh. Nó hút xong nằm đó luôn à. Múc rượu thêm nha. Quá đã. Cho nhớ mì ra đi, bỏ rau vô nhanh để nó nở nhé. Ăn 5 gối thì gấp hết đi. Thấy vậy sợ mấy ông đói thôi chứ. Đâu vậy đâu, ăn đi, ta ăn thịt cho. Ăn lẩu bò, uống rượu đinh lăng, đúng bài luôn. Ăn về mai ra cú đất tiếp ha. Khỏe quá rồi, được ăn được uống là thoải mái rồi. Cứ chị vậy cho ta cho anh ba làm tiếng là tới ha. Ừ, bài đặt sáng tập tạ, chiều phải sắp phân đi cho khỏe, vừa tập mà vừa giúp đỡ em mình luôn. Sáng tập thể dục á. Ừ. Sáng là tình em mình chưa dậy rồi ra ngoài xuống đất hay lên đất gì cho nghe mình. Với tám thật đại tám ơi. Được rồi. Ừ. Cứ ngại nói mày cái cấm cuối mày không à. Làm như hảo mày lắm. Thì ăn là bước lần 5 gói. Muốn ta đặt tay mày. Ăn đi rồi nó bên công ty mì tôm tài trợ cho. Tài trợ ăn quên năm à. Ăn quên năm. Ăn mì không tài trợ thịt ha. Thịt bự vậy. Chắc không tài trợ đâu. Ăn quá. Tài trợ. Công ty mì nói mùa dịch bán mì đắt quá. Ngày dắt ăn mì cũng thường lắm. Nên lên đô. Ăn mì biết lên đô. Ở cái mùa dịch mua mì hiếm chứ bộ. Ừ. Chỉ có mấy người trong cái vùng khó khăn cả nhà. Cùng dùng cái lây không tỏ rồi á. Thôi được rồi. Lấy ra nhà. Này là nuôi bò. Này nuôi gì? Nuôi lạ vậy. Mà trắng dữ vậy.
luôn, cục xương chắc khéo ghê luôn đó, chặt lồn vô à. Cái xương này chắc là cưa quá. Vậy mà cũng còn được miếng miếng ruột tẩy ngon á, bỏ á để dành đeo nhẫn đi. Thương quá, thương gấp cho em cục xương, tưởng là có đuôi bò mừng má. Gọn nè, dễ chặt đó. Vô vào mũi quá ha. Vô mời cả nhà làm hết bình này nghỉ hả? Rồi gấp cái giận đi, người cái giận đi. Đánh vô. Tám còn giận không? Rồi nè, tám nè. Rồi tám rồi. Ăn chơi đều với tao đâu phải với anh ba, rồi đâu đưa mày xương. Tao đưa mày dao mà. Lâm màu lâm máu. Lẽ tôi chưa ăn mà tôi lỡ miệng rồi. Nó quảng cáo để ca nhà đó. Ừ. Đây. Thôi muốn cái bạn cũng like. Ừ. Quá đã cả nhà ơi. Thôi. Rồi mời cả nhà ha. Mình cũng uống cái này mình xin phép xuống like cả nhà. Tại vì bắt đầu đài phát thanh chuẩn bị ca hát đó, nghệ sĩ ca sĩ vô ca cả nhà. Thì mình cũng xin chúc cả nhà cũng năm mới an khang thịnh vượng cả nhà, làm ăn phát tài phát đạt. Anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem hay cho anh em một like, một đăng ký và chia sẻ kênh cho anh em mình nhé. Rồi mời cả nhà, chào tạm biệt cả nhà luôn. Mời cả nhà.